Xin chào các bạn, thì mình làm video này là để nói về cái thiết bị cạc mạng mình mới mua ha. Thiết bị cạc mạng này là gì? Là thiết bị thu sóng wifi ha, để lên mạng internet. Thì cái thiết bị mình đang dùng là cái con này nha. Và trước cái con này là thiết bị này ha, là cổng USB ha các bạn. Đó. Thì nếu mà các bạn xài những cái thiết bị này mà các bạn thấy bắt đầu có tình trạng là xài một thời gian bắt đầu nó bị ngắt mạng ha, hoặc là bị ping cao, coi bị giật lắc thế này, rớt mạng liên tục, và các bạn đã thử những cách như là đổi USB, đổi đường mạng khác, đổi thiết bị mạng khác ha, mà vẫn diễn ra tình trạng như vậy, thì các bạn nên thay cạc mạng khác hoặc là thiết bị khác ha. Tại vì mình cũng đã thử đổi cổng này cổng kia, thay mạng này mạng kia ha, phát từ điện thoại qua tới hay kia vẫn bị tình trạng đó trong thời gian dài sử dụng ha. Một phần là do mình xài cường độ cao quá, có thể những thiết bị này không chịu nổi nha các bạn ha. Thì bây giờ mình đổi qua sản phẩm này là cạc mạng cho đỡ tốn kém. Thật ra cái sản phẩm này á, là cũng tầm trăm mấy thôi, cũng rất là rẻ các bạn, rẻ hơn con này của mình rất là nhiều luôn ha. Mà con này mình xài trong một khoảng thời gian, bây giờ bắt đầu xuống rồi, tình trạng rớt mạng, ping cao ha, coi video cũng được luôn. Mình đã thử nhiều cách vẫn không khắc phục được ha. Mà bây giờ nếu mà test khác đó, thì thời gian đầu gắm vô chạy rất ok, nhưng bắt đầu qua một thời gian dài chút xíu chơi bắt đầu có hiện tượng rớt mạng ha. Đó thì các bạn hiểu là đã đến lúc phải thay những thiết bị này rồi. Thì cái thiết bị này, cái này là mình mua online, họ gửi qua cho mình là bọc thế này ha, bọc này ở ngoài đó, rồi bọc thêm cái này thì mình thấy cũng ok, hàng này là mới, mở ra luôn, không có cần tem gì hết ha. Cái thiết bị cái càng này nó cũng có như đây nè các bạn ha, được bọc trong một cái miếng kính ha. Đó. Đó các bạn thấy không? Và cái chỗ này là mình nghĩ là họ đã phui ra rồi ha các bạn. Đó rồi, họ sẽ dán tem bảo hành của họ trên đây luôn nè. Là của mình được dán ở đây là ngày 2 tháng 3 2022, là ngày mua sản phẩm luôn, thì mình nghĩ là sản phẩm này chắc được bảo hành một năm gì đó hay các bạn. Đó, họ đã khui cái này trước rồi và họ lấy ra họ dán tem luôn ha các bạn. Ngoài ra trong đây là mình thấy là còn một miếng khung thay thế ha. Tại sao có cái khung này thay cho khung này? Khung này là dành cho những cái thùng hóa bàn mà dạng chuẩn trung bình ha, ATX, MATX ha. Còn hoặc là cái này là dành cho những cái cây mà dạng mini nhỏ rồi các bạn, nên dùng những cái cổng kết nối nhỏ thì mình có thể vặn ốc mình đổi qua ha các bạn. Thì mình thấy đây là một sự chu đáo rất là tốt ha. Ngoài em đây là gì? Cuốn hướng dẫn cài đặt ha, hướng dẫn các bạn lắp ráp. Chủ yếu là nó dài như vậy là sao? Là do có nhiều ngôn ngữ khác nhau, thực chất thì nó cũng có một trang thôi, chủ yếu là mình gắn thiết bị vô, sau đó bỏ đĩa vô để cài driver cho nó ha các bạn. Đây là cái tờ hướng dẫn thứ hai, tờ này thì chuyên tiếng Anh, còn cái tờ này á, thì có nhiều ngôn ngữ thôi các bạn ha. Chủ yếu là gì? Là chủ yếu là hướng dẫn mình lắp ráp, sau đó là cài driver, sau đó là chọn mạng và kết nối internet thôi ha. Ngoài ra là một đĩa CD rồi, đấy là hết nha các bạn. Thì em mình á, cái góc độ á, driver của những cái sản phẩm này á, thì một là mình phải vô trang chủ của những sản phẩm này mình download luôn ha, thay vì mình phải dùng đĩa. Tại bây giờ mình thấy là những sản phẩm này bây giờ là đầu độc đĩa bây giờ rất là hiếm rồi, ít ai sử dụng đĩa nữa, dung lượng đi lưu trữ không cao bằng những cái USB. À, bây giờ USB lại rẻ mà có thể ghi đọc được nhiều lần nha các bạn. Ngoài ra họ dùng đĩa sao để tiết kiệm chi phí, để cho các máy cổ mà các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gắn vô máy nó tính và mình sẽ cài đặt thử ha các bạn. Xin chào các bạn, thì sau khi mình gắn lên cái main của mình á, do main của mình là mình gắn cổng PCIe 16X nên mình phải tháo hai cái này ra ha các bạn. Thì sản phẩm này rất là hay, một cái là mình gắn vô không cần cài driver là nó tự nhận mạng luôn ha, cũng giống như những thiết bị trước của mình là gắn vô tự lên mạng luôn. Ngoài ra các bạn muốn thiết bị hoạt động tốt và ổn định hơn thì các bạn nên lên trang chủ của TP-Link ha, và gõ vô tìm kiếm và gõ cái tên sản phẩm để các bạn download những cái driver mới nhất của thiết bị và để sử dụng ha, để nó tránh bị những cái lỗi xung đột nhân dân ha các bạn ha. Thì ở đây là TP-Link là trang web này có hỗ trợ cả tiếng Việt luôn, mà các bạn mua những thiết bị mạng được phân phối Việt Nam thì các bạn lên những trang web này cũng được hỗ trợ tiếng Việt ha, cũng rất là rõ ràng thôi các bạn. Các bạn bấm tải về sau đó giải nén ra và cài đặt bình thường thôi, không có gì khó. Còn cái loại trước của mình á là mình xài cái loại này nha các bạn, đó ở đây luôn nè, TP-Link
TLW-822N ha, thì cũng thời gian nó xuống cấp rồi ha, nên mà bây giờ phải đổi qua cái này mình xài. Thì tuy là giá thành rẻ hơn nhưng mà do thiết bị phát mạng của mình để gần phòng máy tính nên không có cần mạnh cho lắm ha. Thì mình cũng xài từ mạng từ SIM 4G ra thôi, gói không giới hạn dung lượng hay các bạn. Thì qua này mình muốn giới thiệu thì cái thiết bị này cho các bạn ha. Thì các bạn hãy gắn vô là không cần cài đặt hai bờ, sau khi vô nhận mạng rồi các bạn có thể cài ha. Thì các bạn nếu mà lo lắng á, thì các bạn phải đao trước giờ máy ha, hoặc dùng một máy khác đao rồi chép qua cài đặt ha các bạn. Thì qua video này là mình muốn giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm này ha, thì mở hộp như thế nào, thiết bị như thế nào ha các bạn ha. Thì đây là một cái sự lựa chọn cho các bạn gắn vô máy bàn để các bạn có thể sử dụng mạng như một chiếc laptop ha các bạn. Thì theo mình thấy là muốn đo đạt được sự ổn định và tốc độ tốt thì các bạn vẫn nên sử dụng dây mạng ha, nhưng mà các bạn thấy nó cầu kỳ vướng víu quá thì có thể thay. Nhưng mà nếu mà các bạn chuyên về muốn sự ổn định và bảo mật hay vì xài những thiết bị phát sóng thì các bạn dùng dây thì nó sẽ ổn định hơn, tốt hơn nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Chúc các bạn một ngày tốt lành.